Chào mọi người, app xin cảm ơn bạn Thi Nguyễn Công, chắc là Nguyễn Công Thi quá, với lại Tâm Mai, chắc là Mai Tâm, rồi thêm một bạn không biết tên là có ủng hộ cho app tiền dịch chuyển đó. Rồi còn bạn Nguyễn Công Thi với lại Tâm Mai á, Mai Tâm á, thì tham gia hội viên VIP ủng hộ app. Cảm ơn Nguyễn Công Thi, Mai Tâm và một bạn giấu tên, cảm ơn rất nhiều. Chiến thần ở rễ Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 2936 đến chương 2940. Nhị trưởng lão cũng bật cười lớn nói ra: thật sự không nghĩ tới, ngay cả ba trưởng lão chúng ta đều không thể khiến Thiên Tử Kiếm nhận chủ. Dương Thanh vậy mà vừa mới cầm tới Thiên Tử Kiếm, liền có thể để Thiên Tử Kiếm nhận chủ thiên ý, đúng thật là thiên ý mà. Tam trưởng lão nhìn xem Dương Thanh nói ra: Dương Thanh, thanh Thiên Tử Kiếm này đã truyền thừa tại hội trưởng lão mấy trăm năm, nhưng là mấy trăm năm qua, thanh kiếm này vẫn chưa hề nhận qua bất luận kẻ nào làm chủ. Nhưng là hôm nay lại nhận cậu làm chủ nhân, đủ để chứng minh cậu mới là chủ nhân thích hợp nhất của thanh kiếm này. Trong lòng Dương Thanh bùng lên sóng to gió lớn, anh cũng không nghĩ tới Thiên Tử Kiếm vậy mà lại chủ động nhận anh làm chủ nhân. Theo sự hiểu rõ của anh đối với giới cổ võ không ngừng tăng lên, thì gần đây mới biết rằng tại giới cổ võ tồn tại một số linh khí đỉnh cao 10 phần quý giá. Những linh khí này đều có linh tính rất mạnh, có thể cùng người sở hữu sinh ra tương thông, sau đó sẽ nhận chủ nhân. Chỉ là muốn để linh khí nhận chủ đều không có ngoại lệ, đó là người sở hữu có được thanh linh khí mấy chục năm, người và linh khí không ngừng phối hợp tu luyện mới có khả năng sinh ra tương thông, từ đó linh khí mới nhận chủ. Thế nhưng là hôm nay anh lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tử Kiếm, vừa chạm đến Thiên Tử Kiếm, Thiên Tử Kiếm liền chủ động nhận chủ. Dương Thanh cũng kích động phi thường, anh nhìn xem thanh Thiên Tử Kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy mê đắm, cảm khái nói ra: trách không được, ta vừa rồi cầm tới Thiên Tử Kiếm liền có loại cảm giác thanh kiếm này là một phần thân thể của ta, hóa ra là thần kiếm nhận chủ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm nhục uy danh của thần kiếm. Nói xong, anh nhìn về phía ba vị trưởng lão, mở miệng nói: ba vị trưởng lão, vì tôi đã tiếp nhận thanh Thiên Tử Kiếm này, có nhiệm vụ gì, các vị cứ việc giao phó. Ba vị trưởng lão đều thu hồi lại tâm tình kích động, ba người cùng nhìn nhau một cái. Về sau, nhị trưởng lão nhìn về phía Dương Thanh, mở miệng nói ra: từ sau khi kết giới giữa giới thế tục cùng cổ võ hạ giới vỡ vụn, hai giới đã dần dần bắt đầu hòa làm một thể. Trong thời gian này, các gia tộc võ đạo cùng cường giả của cổ võ hạ giới không ngừng tràn vào giới thế tục, mà trong quá trình này, rất nhiều gia tộc đỉnh tiêm và thế lực tại giới thế tục bởi vì cự tuyệt thần phục đều gặp phải sự thanh trừng thê thảm. Mà hội trưởng lão chúng ta sau khi biết kết giới sẽ không có hy vọng khôi phục, liền đã liên lạc cùng liên minh thú hộ của cổ võ hạ giới, đồng thời xác định rất nhiều quy định cho thế giới mới. Mà liên minh thú hộ cũng đã hứa sẽ cùng hội trưởng lão chúng ta hợp tác cùng một chỗ giám sát các võ giả của thế giới mới. Dựa theo ước định giữa song phương, tại thời điểm kết giới giữa hai giới bắt đầu hoàn toàn biến mất, liền cùng một chỗ ban hành quy định mới. Thế nhưng là kết giới đã hoàn toàn biến mất, liên minh thú hộ lại chậm chạp không chịu ban hành các quy định mới, cũng không muốn giám sát những võ giả tràn vào giới thế tục kia. Đồng thời, đối với võ giả động thủ với người giới thế tục, ngược lại lại có loại ý tứ ngầm đồng ý. Nếu là cứ tiếp tục như vậy, thế lực đỉnh tiêm các nơi tại giới thế tục đều sẽ từng bước bị các thế lực võ đạo đến từ cổ võ hạ giới thay thế. Liên minh thú hộ mặc kệ chuyện này, nhưng là hội trưởng lão chúng ta sẽ nhất định phải quản. Nghe nhị trưởng lão nói những chuyện này, Dương Thanh mười phần tức giận. Quả nhiên đúng như những gì Đỗ Bá đã nói cho anh biết, liên minh thú hộ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cố gắng trì hoãn việc thực hiện quy định mới. Chỉ là để Dương Thanh không nghĩ tới chính là liên minh thú hộ vậy mà lại làm quá đáng như thế. Không chỉ có không giám sát những thế lực
tràn vào giới thế tục kia, ngược lại còn âm thầm ngầm đồng ý. Tam trưởng lão một vẻ mặt tức giận nói ra, mấy tên khốn kiếp này rõ ràng là cố ý làm như vậy, đã bảo hắn không quan tâm, vậy thì do chúng ta tới lo liệu. Đại trưởng lão nhìn xem Dương Thanh mở miệng nói, bây giờ phóng tầm mắt khắp giới thế tục, người có năng lực đối phó với cường giả cổ võ hạ giới chỉ có cậu. Chúng ta ba vị trưởng lão mặc dù cũng có thực lực ứng phó, nhưng là Cửu Châu còn có rất nhiều chuyện cần chúng ta trấn thủ. Nếu như chúng ta rời đi sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, cho nên chúng ta muốn đem nhiệm vụ này giao cho cậu. Nghe được lời nói của đại trưởng lão, Dương Thanh không chút nào do dự liền mở miệng nói ra, ba vị trưởng lão, cái nhiệm vụ này tôi nhận. Mã Siêu lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Thanh ca, thế lực đỉnh tiêm tại cổ võ hạ giới, thế nhưng là có cường giả cấp bậc tam phẩm thiên cảnh, chỉ bằng anh và em căn bản là ứng phó không được à? Đại trưởng lão lập tức nói ra, hai người có việc yên tâm, giữa chúng ta cùng liên minh thú hộ đã có thỏa thuận, võ giả tam phẩm thiên cảnh nhất quyết không cho phép đồng thủ với võ giả giới thế tục. Nếu như cường giả tam phẩm thiên cảnh của cổ võ hạ giới dám ra tay, cũng đừng trách những người kia của chúng ta tìm một hắn tiêu diệt. Lời này vừa nói ra, còn người của Dương Thanh đột nhiên co rút lại. Anh lúc này mới có sự khẳng định chắc chắn. Vốn dĩ là anh muốn hiểu rõ tình huống tiểu thế giới trong miệng Độ Bá. Bây giờ những người kia vừa thốt ra từ trong miệng đại trưởng lão, khẳng định chính là những người tại tiểu thế giới. Dương Thanh liền vội vàng hỏi, đại trưởng lão, ngài nói tới những người kia là ai chứ? Đại trưởng lão thần bí cười một tiếng, mở miệng nói ra, Dương Thanh, bọn hắn là ai cậu tạm thời cũng không cần phải biết, nhưng cậu chỉ cần minh bạch thực lực của bọn hắn rất mạnh, liền xem như võ giả đỉnh tiêm của cổ võ hạ giới, ở trước mặt những người này cũng không dám phách lối. Những người này xem như hội trưởng lão chúng ta như bằng hữu, chỉ là vì giới hạn nguyên nhân nào đó bọn hắn không thể tùy tiện ra tay, nhưng nếu là cường giả tam phẩm thiên cảnh của cổ võ hạ giới dám ra tay với cậu thì cũng trách những người thì cũng trách không được những người kia xuống núi. Đại trưởng lão mặc dù không hề nói rõ, nhưng Dương Thanh đã có thể xác định thực lực của những người này tuyệt đối cực mạnh, cảnh giới có thể là ở trên tam phẩm thiên cảnh đỉnh phong. Dương Thanh trong lòng cũng có suy đoán, những người này khẳng định chính là những người bên trong tiểu thế giới mà Đỗ Bá nói cho anh biết kia. Mấy trăm năm trước, thời điểm giới thế tục cùng giới cổ võ tách ra, đã từng có một phần nhỏ đại lão đứng tiêm lưu lại tại giới thế tục. Bây giờ giới cổ võ lại được chia thành thượng giới, trung giới và hạ giới, mà những hậu duệ đại lão đứng tiêm giới thế tục kia cũng ở giới thế tục sáng lập một cái tiểu thế giới. Tại bên trong tiểu thế giới này, cường giả đứng đầu thực lực khẳng định rất mạnh. Dương Thanh vốn dĩ còn dự định hỏi thăm chuyện của tiểu thế giới, nhưng sau khi nghe đại trưởng lão nói như vậy, anh liền minh bạch, coi như mình có hỏi, đại trưởng lão hiện tại cũng sẽ không nói cho anh biết. Chỉ có thể chờ đợi sau này mới thể hiểu rõ tin tức của tiểu thế giới. Anh vốn là vì muốn giải quyết phiền toái mà đám cường giả đỉnh cao của võ hạ giới muốn giết mình mới tìm đến hội trưởng lão. Bây giờ hội trưởng lão lại để cho anh trở thành trưởng lão thứ tư, thậm chí còn đem thiên tử kiếm giao cho anh. Vậy thì phiền phức trên người anh cũng coi như đã giải quyết, cũng không cần phải nhất định tìm kiếm sự che chở của tiểu thế giới. Người tới đây, Dương Thanh mở miệng nói ra, đại trưởng lão, ngày mai tôi sẽ lên đường đi chấp hành nhiệm vụ, cũng mong ngài có thể mau chóng cho tôi một phần tư liệu liên quan tới những thế lực cổ võ hạ giới đã xâm lấn giới thế tục. Đại trưởng lão nói ra, chúng ta vẫn đang một mực theo dõi điều tra, tất cả tư liệu đều đã có sẵn, ta hiện tại liền để người đem tư liệu mới nhất đưa cho cậu. Ngay sau đó, thư ký mang đến một phần tư liệu. Dương Thanh tùy ý lật xem một lượt, liền đã có phương hướng giải quyết. Cửu Châu có Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu cùng Trung Châu, hình thành 5 khu vực lớn. Trong đó, lấy Trung Châu phồn hoa nhất làm trung tâm, võ đạo tại Trung Châu cũng là hưng thịnh nhất. Mà Yến Đô cùng 5 khu vực lớn này tạo thành Cửu Châu Quốc. Yến Đô là một thành phố lớn, tách biệt độc lập với Nam Châu này,
cũng là trung tâm về mọi mặt của toàn bộ Cửu Châu. Các phương diện tại Yến Đô mặc dù đều mười phần hưng thịnh, nhưng là lần này cổ võ hạ giới lại không có một thế lực võ đạo nào dám tràn vào Yến Đô. Ngoại trừ Yến Đô ra, bên trong năm khu vực lớn, võ đạo tại Trung Châu là thịnh vượng nhất, cũng trở thành một khu vực bị các thế lực của cổ võ hạ giới xâm lấn nghiêm trọng nhất lần này. Mà Trung Châu cũng là khu vực gần với Yến Đô nhất. Dương Thành sau khi xem đại khái tài liệu xong mới miệng nói ra, vì tình huống nghiêm trọng nhất chính là xảy ra tại Trung Châu, mà khoảng cách giữa Trung Châu và Yến Đô là gần nhất, vậy tôi liền bắt đầu từ nơi này, ngày mai tôi liền xuất phát đi Trung Châu. Đại trưởng lão gật đầu, cậu đi Trung Châu, trước tiên là tới tổng bộ chiến vực Trung Châu một chuyến đi. Ta sẽ an bài đại thống lĩnh tại chiến vực Trung Châu giúp cậu một tay. Đến lúc đó, cậu chỉ cần ứng phó với phiền phức mà chiến vực Trung Châu giải quyết không được, chứ không thể chuyện gì đều phải để cho cậu tự thân đi làm. Sau khi bàn bạc xong những chuyện này, Dương Thành liền dẫn Mã Siêu rời khỏi tổng bộ hội trưởng lão. Nhị trưởng lão nhìn xem bóng lưng Dương Thanh rời đi, một vẻ mặt cảm khái nói ra, đại trưởng lão, Dương Thanh có thể dưới tình huống này gia nhập hội trưởng lão là phúc của Cửu Châu à. Tam trưởng lão cũng đồng ý với lời nói của nhị trưởng lão, mở miệng nói, Dương Thanh ra tay tất nhiên có thể trấn trụ những tên khốn kiếp đến từ cổ võ hạ giới kia. Nhưng sắc mặt đại trưởng lão lại mười phần ngưng trọng, ông ta trầm giọng nói ra, hy vọng những cường giả đỉnh cao tại cổ võ hạ giới kia trong lòng còn có ranh giới cuối cùng.